Porque Urias ông kia là cái đất ở bên này các bạn này, cái mảnh đất này là nằm ở đây các bạn này, nằm sát ở đây luôn, nằm sát ở cái chỗ cái hồ của mình luôn, mà bây giờ ăn mòn sỏi mòn đến xung quanh ấy, giờ không lẽ sẽ lở hết luôn, lở sạch luôn. La lê. Esto tú lo tapa. Tú lo esto tú lo tapa. Đấy cái mượp cái mủng cái bây giờ cũng chết hết đấy con. Lên được cái này này giờ cũng đi hết rồi nước mà. Pasakisima. Tú đua kia. Sí. Giời ơi. Ok hello chào các bạn. Ok hello chào các bạn, mình Trần Thạch. Ok hello chào các bạn, mình Trần Thạch. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Giáo Vlog Cuộc Sống của Châu Phi. Đấy thì ngày hôm nay là ngày cuối tuần, các bạn anh em mình cũng đang nghỉ rồi nha. Vì hiện tại mấy hôm nay là thời tiết là mưa gió cả tuần luôn, cả tuần này chứ có là cái nắng nào là cái mưa đến là mưa để cả một tuần trời là nguyên như vậy đấy các bạn. Mà hôm nay là đã ngày thứ 6 rồi. Là mưa rất lớn thì hôm qua, chiều hôm qua, chiều tối hôm qua thì mình nhận được cái cuộc gọi khẩn cấp từ bác trưởng thôn và anh quản lý đây. Thì hôm sáng hôm nay mới đến được các bạn, vì hôm qua là mưa rất lớn luôn. Mưa ở thành phố về cũng ngập hết các bạn, ngập hết, ngập sạch trong nhà cũng như ngoài trời mà. Thì dưới này hôm nay xuống là nhìn thấy là đã tan hoang hết đây. Đúng rồi, bởi vì theo anh ấy thì như kiểu mà một tuần vừa rồi mà mưa liên tục á, thì cũng đó là cũng chuyện đương nhiên thôi. Bởi vì là theo anh ấy thì bởi vì trước khi mưa, cái thời gian mà năm nay mưa nó muộn là một. Cái thứ hai là cái trước thời gian cái năm nay á, là theo cái thời tiết rất khắc nghiệt, là trước khi mưa khắc nghiệt thôi cả cái năm trước, bởi vì anh sống đây cũng lâu năm anh biết rồi, là không có mưa, là tháng 9 tháng 10 mưa rồi, mà bây giờ đến tháng 11 mới mưa. Nhưng mà năm trước khi mưa nó là cái nó nóng chiếu rồi mà. Nhưng mà năm nay vẫn mưa bình thường, mọi hôm mưa thì đến như tầm này mà mưa chỉ có khoảng tầm một tuần mưa hai lần thôi các bạn. Một tuần là mưa hai lần thôi, quá ngày 25 Noel thì mới mưa nhiều. Anh quản lý là buồn, hôm nay là mình cũng buồn đấy. Esse como assim? Chefe, onde a chuva que se passou aqui? É. Muita chuva. Muita? E ontem, depois do soba, depois me ligaram. É. Assim que eu cheguei aqui, chuva. Isso tudo estava cheio. Tudo venceu aqui? Tudo venceu aqui? Isso tudo estava cheio, até isso tudo partiu. Lá as casas, duas casas, tudo partiu. É a casa grande, o armazém, também caiu. Até assim que partiu, como tinha lá umas pessoas, e junto o soba. O outro, o adobe, quando caiu, bateu na perna e a perna partiu. Oh, então, onde tinha que socorrer aquela pessoa que partiu e levar no hospital. Hiện tại bây giờ là cũng mưa, còn mưa trắng luôn. Bây giờ như anh quản lý bảo là hôm qua là mưa là nước tràn lên đây, các bạn tan mà lở hết đây. Lở sạch luôn, bây giờ là lở hết cả đất của người dân ở xung quanh luôn này. Lở hết đất luôn đấy, chứ không phải ở đâu. Trên kia rau củ quả của mình trồng đã lở hết, mà nhà hiện tại là có một ngôi nhà bị sập. Một ngôi nhà lớn đấy các bạn. Bây giờ đấy, nhìn như một con sống là giờ bây giờ là hiện tại là bác trưởng bản là bị gãy chân, bác trưởng không biết bác trưởng bản nào. Es qual a sopa? Do magro? Sí, sopa do magro. Do Vilonda? Sí, do Vilonda. Bác trưởng bản làng Vilonda, bác gãy đấy. Đấy là bác bị gãy chân. Então, já levado ao hospital? Sí, já levamos no hospital. Mesmo assim, o soba também está lá, ele seguiu lá no hospital para ver como que vai ficar a pessoa. Bác ấy là tiêu hôm qua là anh quản lý đấy là đã được chờ đi rồi. Đấy, chờ giờ cả ba bác đã đứng ở trên bệnh viện, mình cũng chưa biết vì mình gọi không được mà còn. Thì đấy thì mình ở đây xong mình sẽ lên đài mình xem thế nào. Cái tình hình là mưa căng thẳng ấy, đến không mưa thì bảo không mưa. Esse quando chuva é quando chuva não cai, é fica sol que é má. Se quando a chuva caiu assim por quê? E até assim hoje está caindo muita chuva, mesmo o milho também está estragado. A chuva quando vem, a areia quando vem está a tapar o milho, não vale a pena. As plantas estão estragadas. Sim. Anh quản lý ông bảo là hôm qua nên là nhìn thấy là ngập hết, mọi thứ là ngập hết trong nước luôn, kể cả ngối này các bạn. Ngối thì bây giờ nó lên bẹ mà được từng này. Đúng là thời tiết là quá khắc nghiệt, đến khi nắng thì nắng hàn, mà đến khi mưa thì đúng là mưa lụt. Bây giờ là mọi thứ là cũng là gọi là tan hoang hết đấy các bạn. Bao nhiêu công sức tiền của bỏ ra đây bây giờ là cũng là gọi là quá khắc nghiệt và khó khăn luôn. Esse mês, a vez quando cai nos anos atrás, passam dois dias, três dias nunca caiu, mas desta vez está caindo todos os dias, mesmo de noite. Eu até à noite assustei. Então vamos para onde? Đấy, anh quản lý bảo là chứ còn năm nào mà như năm nay mưa như vậy, hôm nay anh sáng hôm nay anh cũng đánh xe ra ngay được ấy, mình các bạn đi xe ngay để cùng rất là nhiệt tình, cũng thương. Đấy. Đúng lên thời tiết là quá khắc nghiệt đấy bạn. Đồ ăn ở đây. Chef. Con đánh chu vào đây cayo tu đua ki. Con đánh cayo até até. Ở trong xe có cái ông mưa nào cho anh quản lý anh. Isso tudo estava cheio de água. Anh cũng nhớ. Anh cũng biết là anh còn quản lý sao đấy. Esse tá molhado.
Não, mas não é assim muito. Ah, é? Sim. Đúng rồi, ông bữa nào bạn ông không soi sáng anh em mình chúng đi xuống ngay trên đường mưa to quá, định mua ố nhưng mà chỉ mới kịp mua được 3 cái áo mưa. Đây hôm nay lở các bạn này. Đấy hôm nay nhìn kinh khủng chưa? Hôm kia là đoàn này là đi ô tô vào bình thường mà người đi đoàn này là băng mà các bạn. Esse água foi aonde para cair assim? Até essa água como vê de lá em cima, tem um rancor muito grande. Đâu kinh khủng kiểu, giống như một cái cơn lốc xoáy đó các bạn. Giống như một cơn lốc luôn. Phá tán hoang luôn, kiếp thật này. Lờ này, rễ cây các kiểu này. Đấy, nhưng mà giờ mà mưa tiếp thì cái hồ nước của mình cũng đi luôn đấy các bạn, đi luôn. Giờ mà trời nó còn đen như này, cả một tuần trời luôn đấy các bạn, không phải là một ngày hai ngày đâu, cả một tuần trời là mưa, ngày nào mưa liên tục như vậy. Xoáy hết này, kinh khủng khiếp, là đắp mua mình là mua bì các thứ để đắp, để dừng lên để khỏi bị lở mà cũng đánh tán hết luôn. Khiếp thật này. Đã mua bi đập rừng như này cả rồi để đợi phải ấy. Ông tên Kaki. Estudo estava cheio, água mesmo assim. Tudo assim? Tudo assim. Deixa aí. Não vale a pena. Tá em seu? Tava bem cheio. Até as pessoas para passarem muito difícil. Ok. Nada. Đây bọn anh lờ này, hiện trường. Giống như một cái dòng sóng nguồn nước đấy là không phải là một cái dòng suối gì đâu các bạn. Phía bên này cũng nói là phía bên này là mình đắp, còn ở đây là đất nguyên bản này. Mà lở tới thành như một cái dòng sóng luôn các bạn này, nhìn khiếp chưa? Đây rê cây này. Sao phải chứ đất toàn đất cát cả mấy, nhìn nguy hiểm thật đấy nhỉ. Esse água saiu aonde afinal? Esse riacho como sai mesmo de lá em cima, quando fica cheio. Ah, tipo assim, né? Sim. Uma altura, uma de baixo, né? Fora do caminho, não é? Sim. Ah, được từ ngoài đường lớn chảy vào đấy, còn mưa to quá, được chảy không kịp mà. Thường nguồn đấy, nên có suối đâu anh? Thường nguồn, cái cao suối. À, thế ở đến cao giống như ngoài đường ấy, nhưng ngoài đường nên cái dốc xuống ấy. Kinh khủng khiếp nhỉ. À, tắt đi. Cái xe xoay đi. Để cho tên nhanh đi. Tắt đi. Thằng cũng đủ con bữa rồi các bạn. Mà hồi này là kịp đi thì mua được 3 cái. Em cameraman một cái. Về mình một cái, anh Thanh một cái. Nhưng cũng không biết là anh quản lý ở đây. Đấy. Giờ thì một bác trưởng bản này đang đi viện. Mà ba bác còn lại cũng đang ở trong viện. Xem như nào tình hình ấy. Rất nguy hiểm, phức tạp ấy các bạn. Trời mưa gió lớn. Không mưa thì bảo là không mưa. Mà mưa xuống bây giờ là tán hoang hết cả nhà, cả cửa, cả đất, cả đáy, toàn bộ luôn các bạn. Giờ mình chỉ trong nghỉ để một vài ngày nó mưa để mà sửa sáng lại, vậy là để mà chăm bón lại các thứ đấy các bạn. Nhưng bây giờ mà trời này các bạn nhìn thấy là nhìn ra biển đấy trắng xóa. Esse aqui assim assim até tá caiu caiu mais tá caiu mais daqui a dois minutos também vai ser mais. Ontem caiu de manhã até agora, ontem iniciou de manhã até a noite. De manhã de até noite só parou às 3 horas da manhã. Mưa là mưa xuyên đêm luôn các bạn, mưa xuyên đêm luôn này, nguy hiểm lắm. Mày hôm ở chỗ này không có cái suối này đâu các bạn. Mà hôm ở đây là một cái đường đi bình thường thôi này, một cái đường đi mà cáo này này, cáo như cáo ngang băng đây luôn, chứ làm gì có cái rãnh như này đâu. Kinh khủng khiếp, nước chảy này cũng nhìn khiếp thật đấy nhỉ. Mà giờ là cả giờ đấy, esse que pedra này, esse são pedra do fundo. Đấy, tối tần giờ đẩy các bạn, đỉnh đoàn này là giờ như đổ đá ống đấy, giờ giống như đá ống đấy. Khiếp chưa? Từ một cái đường đi này, từ một cái đường đi bình thường thôi. Mà bây giờ này, lở này, khiếp. Sạt lở này quá nguy hiểm luôn. Hôm qua là nghe bảo là cũng gọi là nước bắn hết toàn bộ, bắn hết toàn bộ luôn cả cái vườn đóng kia rau củ quả của mình. Ê thì ta mình đam mê nhà đu ram mà ta mình ăn siêu đi água. Tu ta siêu đi água. Mày là có anh quản lý ở gần đấy, anh ấy thì thoảng chạy đi chạy lại, mình cũng đang vì các bác cùng cái gì cũng đang còn mới quá, nó còn sờ đấy còn này. Thấy chưa? Từ một cái đường đi cao như thế này, từ một cái đường cao này mà bây giờ tự nhiên trở thành giống như một cái dòng sóng như thế này luôn, phá vỡ hết tất cả luôn, kiếp thật. Cây gốc cây đổ vỡ hết, lên mâm nè các bạn, lên mâm nè, mà đánh tán này luôn, kiếp. Đủ số ba telemetry đủ bố ấy. O soba onde estava muito com medo, até quando ligaram para mim. Disse, vem sober aqui, não sei onde vamos parar. Corre mesmo, eu peguei a Caleluia, vim para aqui, verá se a água. Não vale a pena. Não vale a pena. Anh ấy bảo là bác trưởng bản là rất sợ hãi, hôm qua rất sợ hãi. Mưa từ sáng đến tối, lúc cần mưa thì không mưa. Đấy. Thì cần lúc gieo trong mưa cho mình một hai lần là được, sau đây một tuần mưa một lần là được cái quần này.
Bây giờ giống như một con đường ở giữa này luôn. Kinh khủng khiếp chứ này. Từ trên này xuống dưới này. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Từ trên xuống dưới này. Đấy. Bình thường là một cái đường đi bình thường. Đấy, một cái đường đi bình thường cao như này. Mà đến bây giờ là giống như một cái dòng sông nằm giữa này. Mưa lũ. Còn này là nhiều cái phải bắt câu. Bây giờ phải làm câu bắt đấy, nhưng mà cát này sờ lở đấy bạn này. Cát này sờ lở. Hôm kia là kè đấy, hôm kia là công chép một số cái kè. Cứ giờ cái đấy cho một kè bê tông gì. Está mal, chú mà cũng có gì. Não vale a pena. Ngô chứ mà trông là hỏng thế đấy bạn. Kiểu thật là giống như một con suối luôn này nhờ. Bắn giờ này luôn này. Úi giời. Đấy lở hết đấy bạn, lở sạt đất của ấy luôn này. Ngô khoái gì là hỏng hết đấy đấy. Bình thường đấy là đứng vườn đấy các bạn, vườn này. Bình thường đấy là một cái vườn đấy, bình thường ngô của người ta trông và đứng ra ngoài này luôn. Mà đến bây giờ này. Khiếp thật. Tự nhiên ở đây thì nhớ có con sông một thứ đấy. Giống như một cái sân bóng luôn. Hồ nước của mình đây này, cái này này. Hôm kia mình cũng đã mua bi đấy, nó tập mới cùng. Này, được bây giờ là bắn nó tràn đó các bạn. Chắc phải thảo ra bởi chứ không ấy là. Này. Phải thảo ra chứ tràn hết đấy. Này. Úi giời. Từ ở đâu đâu rồi, một cái đường bình thường. Nhưng bây giờ tự nhiên sạt lở cái sạch tới luôn. Để phải dân đàn fica do cima não é, tudo em igual ini. Sim. Depois água vai mudar assim. Água que partiu isso tudo. Tudo. Sim, tudo. Porque o rio. Ông kia là cái đất ở bên này các bạn này, cái mảnh đất này là nằm ở đây các bạn này, nằm sạt ở đây luôn. Nằm sạt ở cái chỗ cái hồ của mình luôn, mà bây giờ ăn mòn sỏi mòn đến xung quanh ấy. Giờ không phải là sẽ lở hết luôn, lở sạch. Giờ không phải là tiếp. Mình tudo foi. Sim, mình tudo foi. Các bạn nhìn này. Ngô đầu này, bây giờ là mà hôm ra ngoài này mà hôm ra chỗ anh Thách ấy. Mà bây giờ này. Thiếp chưa? Lở này, ngố đầu chứ đi hết luôn này. Sáu bảy mét đã lên nơi đấy các bạn nhìn này. Kính thật đấy nhờ. Vẫn đang còn, nếu mà mưa tiếp, mưa nếu như mưa lớn hôm qua là sẽ tiếp tục như này. Esse agora chuva caiu de mais de ontem tudo aqui vai vai embora, né? Se cair mais, conforme onde caiu, se tudo já vai acabar. Ok. Sim. Lở đây, lở hết đây. Giờ mình về để đi lên xem tình hình sức khỏe của các bạn thế nào đó các bạn. Thấy mới ra làm từ trong bản làng khó khăn, gặp rất nhiều cái khó khăn nhất định. Giờ bây giờ là ra đây là cũng bị những cái này là các bạn cũng rất là sợ đấy các bạn. Đấy. Khi lúc cần mưa thì không mưa. Quá là lép bó. Ừ, sỏi mòn này luôn này nhờ. Esse tiraste para quem? Esse tubo para eu esse tubo é para diminuir aqui bocado de água, senão porque vai arrebentar. Posso vai ir. Sỏi cực khinh chứ. Nhà hôm kia là mấy là một số ngôi nhà là mình đã giá tạt xi măng này các bạn. Giá tạt xi măng con ở đây này. Ừ, trời. Esse caiu? Caiu, chef. Qua lá lê. Esse tudo tapa. Tudo isso tudo tapa. Đấy cái mượp cái mủng như vậy cũng chết hết đấy các bạn. Lên được như thế này đây giờ cũng đi hết thôi nước mà. Passa aqui sim. Tudo aqui. Sim. Giời ơi. Tán hoang hết các bạn. Sống vong các bạn. Đấy là những ngôi nhà đây mà đã giá trả xi măng các bạn. Nếu mà không giá trả xi măng này là cũng trúc hết này, cũng đổ vỡ hết. Đấy, ngôi nhà này là chưa kịp giá trả vì mấy hôm nay là mưa kính quá. Đấy, mọi người đang bế đấy các bạn. Quá khắc nghiệt đấy các bạn. Đấy, mượp mình bị thử mình ướp đấy chứ không đi hết đấy này. Esse tamanho foi tudo? Tudo foi. Hả? Tudo foi, porque água, muita água veio daqui. Ok. Sim, saiu aqui a água. Đấy, mày đặt cái này nó sống không? Cái này là mới mưa đấy. Nó dập rồi mới. Cái này nó bè con đấy. Si. Kia ra. Được các bạn, được này. Cứ kính thật khí thì khí không có. Người dân đang định mưa gió, dân đã làm cỏ ngố đấy các bạn. Cũng đang nhờ mưa này cũng không làm được. Cả tuần nay mưa có làm được cái gì đâu. Mưa từ sáng tới tối. Giờ là các bạc bị như thế là cũng rất là nguy hiểm nha các bạn. Giờ về đồng viên các của mình về đi lên trên đài khẩn cấp để đồng viên các bạn. Bố vui ấy tâm mệt đúng không chú vợ? Chú vợ ta cái vui này. Ok. Đấy, bây giờ là
để mấy có một số người ở đấy các bạn, ở đấy thôi đỡ, ở đống nhà kia là mình đã mấy nhà người dân ở đây mình đã giá trạt xi măng thôi. Đấy, còn cái nhà lớn này là mình chưa giá trạt, chưa kịp giá trạt vì công việc cũng nó bận quá cho nên là mới mua xi măng đấy, cho các anh thợ vẫn chưa kịp làm là đã đổ vỡ hết rồi. Đấy, mưa xuống là kính thật, giờ gần cả người không bị sáo thì nó còn được, chứ bây giờ người còn bị như vậy. Estamolia đủ tôi đúng không? Anh cứ mình thưa các tôi, thưa anh quản lý và rất là nhiệt tình luôn. Bây giờ việc sự việc xảy ra bắn hết luôn các bạn. Ấy hôm nay mình xin pass là mưa này hỏng hết. Hôm qua nghe bảo là lụt hết chỗ này, bạn lụt tắm tích luôn. Bây giờ được thoát ra rồi. Ở trong này nó còn đồng này, trong cái chỗ rộng này nó còn đồng này. Kinh thật. Phá tan hoang hết. Kiếp này, SC đây. Được một chạy các bạn này. Sỏi mòn luôn, sỏi mòn hết chỗ cái đường đi luôn, lối đi này. Lối đi đường đi đã sỏi hết, sỏi mòn hết luôn này. Kiếp này. Chảy rồi, hỏng hết luôn, sạch luôn, kiếp thật. Có một cơn mưa, mưa cả tuần như thế này mà. Kiếp thật này, bao nhiêu công sức, bao nhiêu rộng bỏ ra đây. Đấy, cải hôm nay lấy này các bạn này. Bên này là rau muống này, cải này. Lên như thế này rồi mà được tan vào, ngập ủng luôn. Bây giờ trống có mưa rồi các bạn, để ngưng mưa khoảng 2-3 ngày để đặt chân khô tí đây là để mà làm cỏ, ngố cỏ ấy chứ. Các bạn, ống đòn như này có thể mở ra đấy mà sỏi hết luôn. Kiếp thật nhỉ. Thôi mưa để vào cho anh quản lý không ướt hết. Ướt lên. Ui, trong này các bạn này. Nhìn trong này này. Sỏi mòn hết luôn, được không qua vào này đấy luôn này. Kiếp chưa? Tất cả sự sỏi mòn này. Em thử ra kì. Ontem aqui passou muita água. Que não vale a pena, isso tudo estava cheio de água. Tudo em seu aqui? A outra água, quando saiu daqui, passou aí no escove. A maior escove todo de fora. Água entra que você não vê peixe? Não, peixe não vimos. Tem muita água, você já não vê. Não, só tem água, meu Deus. Lạnh, mas ngồi đấy, cara. Thôi để bảo người dân vào trong nhà nghỉ ngơi mà nấu ăn thôi chứ. Cả tuần này có làm được việc gì đâu các bạn. Cả tuần này là cứ như vậy không. Cả tuần này là cứ mưa gió cả ngày luôn. Ngày mưa từ sáng tới tối. Đấy. Tình hình ở trong trang trại đúng mình ngu không biết thế nào nhỉ. Mình có ngày hôm qua với ngày hôm nay anh coi mà trong là mất không thể đăng mất sóng. Mình gọi được anh cũng gọi được. Mọi người đang buồn hết đây này. Đang lành ai cũng lành này. Ta phải yêu này. Chữ và ta cái buồn này. Este tempo nunca tive uma semana para sempre caiu chuva, né? Sempre isso caiu. Muito tempo até agora? Não, esse ano passado a chuva tipo assim? Não. Não, né? Đấy, người dân cũng bảo là những cái nắm được là như có mưa này đâu. Chỉ có nắm này là nắm duy nhất đấy các bạn. Nắm duy nhất. Đấy, giờ mới ra làm đầu tiên mà cũng là một tưởng mọi thứ là mưa xuống đây ổn định rồi các kiểu rồi, nhưng mà bây giờ là buồn nhỉ. Nhìn một tiếc thương cho cái vườn rộng ở phía ngoài kia nha các bạn. Bây giờ mình tưởng này mình cũng thâm nghĩ trong mực ở trong lòng đó, giờ xuống nó có mưa. Đấy, bây giờ cái mưa ngồi nhìn ra này. Mưa là mưa to nữa đấy. Giờ ngồi nhìn ra này thì cảm thấy xót xa. Bắt đầu là mưa to đấy. Giờ là mưa to đây. Esse agora vai até a noite, né? Sempre decaiu chuva. Até não vai se chover, até a noite. Tính như con, mưa gió khiếp nhỉ. Bao nhiêu? Giờ ngố nó bé quá đấy, giờ mưa nhiều nó ủng mà. Ủng mới là cát nó tối, nhưng được cái chất nào tí nào ở trong vui gì. Được cái chất nào tí nào có phân lấn đàm thì lại ấy rồi. Những cái gì không có thì là những cái gì mà đã có phân lấn đàm thì trôi hết rồi. Giờ còn là cái cát khô này nữa. Buồn cho người dân buồn bản thật.
lành như mưa xuống rồi lành luôn, rẹt luôn. Và cho rượu nữa. Để bao. À, cho bông quen ra số đen cho đủ cây ra. À, phải cây ra. Kiếm thời thì đìa lời cũng được, lời chịu nha. Dài, xin lá đu cái đu ở đu hai về thì tao mình phi cá tra cá. Lá tao mình tra cá irmun, lá tao mình tra cá irmun tròn gì à? Mai đu xi măng thì tao mình tra cá. Bọn nuôi xi măng đu có form này kí. Lá tao số mà spart cho nên trago, mà số mà spart cho nên tao bỏ, mà giờ aki cái entro mà xi măng tao bỏ. À, anh còn lại bảo là bờ phía phía bên kia là cũng hỏng cơ bản một số giống các bạn. Hay bây giờ mưa lớn nên đúng trong nhà cũng như ngoài trời đã lợp cỏ rất là dày rồi, nhưng mà cũng cẩn thận nó vẫn cứ thận thôi chứ. Mưa như thế này lớn như vậy giờ trong giảm bớt đi, đừng có mưa đến chiều là toáng đấy. SCA có ra vay Atenon vay Atena để nói thì phải vay Bura mày đấy. Sì, vay Bura mày. Bây giờ sì reasons vay Bura mày. Và các bạn thì bây giờ là anh em mình sẽ đi thôi, đi lên để xem. À, đủ số ba fica đủ qua đủ hospital đi. O hospital mesmo, como partiu, esse que partiu a perna foi já vaguado até no hospital central. Ah, é? Sim. Bateu aqui mesmo, já? Sim, aqui mesmo. Ok. Foi, em é aquele, né? Em já sou no banheiro, né? Anh tá no nai, anh chơi giờ mưa, anh vào trong trang trại, thì mình ngay cũng tiền được. Mưa lớn này vào đường vào không? Không biết, chứ nếu mà chơi mưa thì phải bố thư. Để bây giờ là mình sẽ đi lên đến bệnh viện để xem cả bạn cái nào, mình nhờ anh quản lý đi với mình. Anh quản lý hôm qua chờ để đến đâu mà các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi lên trên đấy. Thì anh Thạch đi qua bên trang trại xem ngày giờ bây giờ mưa gió này là tình hình là cũng là để mà xem cái nào được mà cái nào khắc phục lại được thì khắc phục đấy các bạn. Không phải chấp nhận để mà ấy về trông lại thôi. Giờ thế này là không ổn định, không ổn một tí nào hết, mưa gió quá lớn, thời tiết quá khắc nghiệt, không ủng hộ cho người dân. Ở thì video của mình hôm nay cũng xin phép kết thúc ở tại đây nha các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Buồn lắm các bạn. Buồn lắm. Bao nhiêu giọng của cải đã đi hết rồi.